lại với chuyên mục Auto Style nâng cấp xe làm đẹp xe nha. Thì hôm nay có cái chiếc xe up lên cái full body kit của M3 nha. Đó. Thì gần như là cái phần đầu mình đã thay đổi hoàn toàn luôn các bạn. À, cái cản trước này các bạn, đây cái cản trước, à, cái cản trước nhập về cái cản của M3 nha. Đó, cái xe này là xe BM 2013. Thì hai cái fender này các bạn, hay còn gọi hai cái má trước này các bạn, mình thay luôn nha. Đó, mình phải nhập về cái cản, mình sẽ nhập về cái má, mình nhập về cái bộ đèn, à, mình nhập về cái nắp capo trước, à, mình thay luôn cái phần đầu, gần như là thay hoàn toàn luôn. Đó, của M3. Thì về đây thì các anh lắp ráp các bạn, anh sẽ chỉnh sửa những cái bát này ha, anh gà vô xe. Thì cái này thì có nâng cấp với bên Auto Style bên mình nha. Đó các bạn thấy, cái phần đèn này cũng là cụm đèn mới luôn nè các bạn. Đó, nhập về full bộ luôn. Ha, phần nắp capo thì ở chỗ này có cái chỗ lấy gió nè các bạn. À, có M3 là gói thể thao của cái dòng xe BM ha. M3 là cái gói cao của cái dòng Series 3 nha. Có M3, M5. Đó. Thì xe này ngoài ra thì mình cũng đã làm thêm cái nâng cấp luôn cái bộ mâm các bạn. Nè. À, bộ mâm kết hợp với cái bộ body kit M3 rất tuyệt vời luôn các bạn. À, và phần ở cặp gương này các bạn, đây mình có thay luôn cặp gương M3 luôn các bạn. Đó. À, đồng bộ rất xịn sò luôn các bạn. Ở phần sau này mới hay nè các bạn. Đây. Phần sau thì cái phần cản sau này theo cái cản của M3, nhưng mà những cái ốp này nè các bạn. À, cái ốp này thì vì cái cản này thì nó có cái độ cong. Đó, độ cong lên tới đây. Giờ cái anh thợ anh sẽ uống cái phần phía này là cái phần nằm ở trong chassis các bạn, để cho nó chạy theo cái đường cản phía sau luôn các bạn, à, để nó liền lạc hơn. Ui, phiên bản M3 đó, rồi trên này xử lý khá là phức tạp này các bạn. Đó, nhập về cái cản sau, nhập về cái bộ đèn sau. À, bộ đèn sau thì là bộ đèn của 2022 luôn các bạn. Đó, nằm ở cái phần cốp và cái phần đèn sau. À, làm thêm cái bô xả kép nữa các bạn. À, mình sẽ mỗi bên là hai ống. À, mình nổ máy cho các bạn nghe thử nha. Đó. Đây là bộ xả kép XAX ha, cho dòng xe máy xăng nha các bạn. Đó, rất tuyệt vời luôn. Ha, cái phần cản này là được thay hoàn toàn luôn nha các bạn. Đó, cản thay hoàn toàn luôn. À, theo phong cách của M3. Làm thêm cái cánh gió này các bạn. À, cánh gió ốp carbon. À, những chi tiết mà làm bên xe này thì gần như là thay hết luôn các bạn. À, phần đầu xe, phần đuôi xe, à, tạo luôn hai cái má phía sau rồi các bạn. Đó, để nó phù hợp với body kit ha. Đó, các bạn có nhu cầu nâng cấp xe, độ xe của những phiên bản BM, BM đời cũ á, mình up lên BM M Sport 2022 á, thì ghé bên mình nha, ghé Auto Style bên mình nha. Đó, bộ mâm cũng rất hoành tráng luôn các bạn. À, rồi cái phần nội thất này các bạn. Đó, nội thất những chi tiết như tay nắm này các bạn, bộ điều khiển này, thì mình cũng đã ốp carbon nữa các bạn. Đây, ốp carbon xịn nha. Đó, đây ốp carbon những chi tiết nhỏ nhỏ các bạn. Ở cái vô lăng này thì cũng là nhập về cái vô lăng mới luôn nè các bạn. À, ngày trước thì cái xe này xài cái vô lăng carbon các bạn, nhưng mà để giống là cái mẫu BM mình thích, mình thấy cái mẫu này anh khách cũng khá là ưng các bạn, nên nhập về cái mẫu này lắp mình cho xe. Đó, rất tuyệt vời luôn ha. Đây carbon thấm này các bạn. Đó, đây là cái xe BM 2013 nha. Đó, được nâng cấp lên mẫu M3 2022. Ở phần phía sau. Rồi, các bạn có nhu cầu mà muốn nâng cấp các mẫu của BM, phiên bản đời cũ lên phiên bản đời mới, thì hãy ghé Auto Style bên mình nha. Đó, bên mình sẽ cho các bạn những một số phương án để chúng ta có thể nâng cấp lên. Mà đa phần bên mình đều chọn phương án là mình sẽ mua cái phụ tùng. Mua phụ tùng của BM và mua phụ tùng của Mạc, của những dòng xe đời cao các bạn, để mình lắp ráp lên những cái xe mà mình muốn nâng cấp lên đời nha. Rồi, trong cái clip này thì mình muốn chia sẻ một cái xe M3 2013 nâng cấp lên, một cái xe BM Series 3 2013 nâng cấp lên gói M3 2022. Đó. Bây giờ một lần nữa nhìn ngắm lại con BM đã nâng cấp lên M3 2022 nha.
Đừng quên like và subscribe kênh YouTube của mình, kênh Bùi Quang Dũng. Xin chào và hẹn gặp lại.